Sulin. Chúc mừng năm mới Sulin nha. Chúc mừng năm mới Sulin và bố nha. Ăn gì đấy? Sulin ăn gì đấy? Sulin ơi. Sulin ăn gì đấy? Sulin già hả? Linh và bố ăn kem, ăn gà rán, uống nước. Chúc mừng năm mới các bạn. Nào. Hai bố con ăn gì đây? Khoai tây chiên. Khoai tây, con nói đi. Khoai tây. Ice cream kìa con. Ice cream. Thịt gà hả? Thế thịt gà đi ngon quá. Thịt gà ngon quá, yummy. Sulin ơi, Sulin hát cho các bạn nghe một bài nào. Sulin hát cho mẹ nghe một bài đi. Bài gì nhỉ? Bài bài gì? Sulin ăn thịt gà, bố ăn thịt gà ngon quá. Gà Sulin muốn ăn, Sulin muốn ăn. Ngon nhỉ. Ăn đi con. Sulin ăn. Ngon quá. Yummy. Yummy. Ngon hả? Có. Ngon quá các bạn ạ. Tết gia đình các bạn có ăn Tết có to không? Nhà Sulin năm nay không về quê. Có bánh chưng và đi chơi vòng vòng thôi các bạn ạ. Cô đang ăn ice cream. Ice cream. Sulin đang ăn gà rán. Vô đi, hai bố con vô đi. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới các bạn. Quay đây con.